Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Về tổng thể, vận khí năm nay của bản mệnh có cơ hội nhưng cũng tiềm tàng nguy cơ. Vì vậy mà bạn cần rèn luyện tinh thần thắng không kiêu, bại không nản thì mới có thể chinh phục được cái đích mà mình đã đặt ra. Đáng chú ý là tình hình sức khỏe của bản mệnh không thực sự tốt, cần chú ý nghỉ ngơi, làm việc điều độ, dành thời gian để luyện tập thể thao. Về phương diện công danh sự nghiệp, sự nghiệp của quý bạn có những điểm sáng đáng kể, nhờ có quý nhân dìu dắt mà bạn có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức cố gắng hơn người khác. Hãy quý trọng những thời cơ của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần tránh tính cách kiêu ngạo, coi thường người khác. Trong giao tiếp hàng ngày cần tranh nóng nảy, gây mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ. Nếu bạn tự tách mình khỏi tập thể, thì đến khi gặp rắc rối sẽ không được ai giúp đỡ. Về phương diện tài chính, theo tử vi phương đông, con đường tài lộc của bản mệnh khá hanh thông, thuận lợi. Bạn có thể dễ dàng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác của mình lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân nên làm việc gì cũng trở nên dễ dàng thuận lợi hơn. Điều cần chú ý trong năm nay là chuyện làm ăn tránh gây hấn với người khác, đặc biệt là kẻ tiểu nhân. Kiểu bạn sẽ vướng phải chuyện thị phi, nhiều khi phải dùng tiền mới có thể giải quyết em xuôi được. Về phương diện tình duyên gia đạo, xem tử vi của bản mệnh về vận trình tình cảm thấy rằng chuyện tình duyên nhìn chung là bình yên. Bản mệnh và nửa kia của mình cùng chung tay xây dựng một gia đình ấm áp. Dù đôi khi, chuyện vợ chồng mâu thuẫn là khó tránh, sau hai người đều cố gắng bình tĩnh hòa giải, đặt mình vào vị trí của đối phương. Đối với con cái, bản mệnh nên trò chuyện, làm bạn với trẻ nhỏ nhiều hơn. Chỉ khi thường xuyên tâm sự, san sẻ, đôi bên mới có thể khắc phục được những khoảng cách do thế hệ tạo ra, bạn mới có thể giúp đỡ và ở bên con cái. Về phương diện sức khỏe, năm nay tình hình sức khỏe của bản mệnh không thực sự lý tưởng, bạn dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém. Khi xuất hành đi xa, bạn nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Diễn biến tử vi bản mệnh theo từng tháng trong năm. Tháng 1, ngày đầu năm mới an nhiên, bình an, bản mệnh đón Tết cùng gia đình trong không khí vui vẻ. Tháng 2, sự nghiệp vững vàng, ít sóng gió, tập trung làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tháng 3, cẩn trọng trong việc chi tiêu, không nên vùng tay quá chán. Tháng 4, thực hiện chế độ sinh hoạt lành mạnh, để giữ gìn sức khỏe. Tháng 5, vận đỏ dồi dào, công việc làm ăn phát đạt, thu được nguồn lợi nhuận lớn. Tháng 6, cuộc sống đầy đủ, ấm no, gia đình hạnh phúc an vui. Tháng 7, kiềm chế cảm xúc, tránh nóng nảy, to tiếng với người khác. Tháng 8, đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân trong công việc, cẩn thận khi cho người khác vay tiền. Tháng 9, vận khí hanh thông, nhận được nhiều tin vui trong công việc. Đây là thời điểm tốt lành trong năm để tiến hành đại sự. Tháng 10, tài lộc sung túc, an khang thịnh vượng, gia đạo hòa thuận, êm ấm. Tháng 11, cuộc sống thành thời, xuân sẻ, bản mệnh không phải buồn lo, suy nghĩ, tâm hồn an nhiên. Tháng 12, tránh làm việc quá sức, chú ý bồi bổ cơ thể để nâng cao sức đề kháng. Trong năm nay, quý bạn gặp sao thổ tú chiếu mệnh, sao thổ tú hay còn gọi là thổ đức tinh quân là vị thần trông coi sao thổ. Người gặp sao này chiếu mệnh thì vận trình khai hoa nở nhụy, nửa năm đầu bình thường, tới cuối năm mới đại cát đại lợi. Người gặp sao thổ tú nếu không đề phòng, sẽ bị tiểu nhân giảm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao thổ tú là sao xấu đối với cả nam mạng, nữ mạng và gia trạch. Bởi sao thổ tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiệt tụng. Người bị sao này chiếu mệnh nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền, nhất là vào tháng 4 và tháng 8. Những người cao tuổi gặp sau này thì bệnh tật hoành hành, ốm đau khó khỏi. Tuy nhiên, với những người thuộc mệnh thổ, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, lại rất hợp với sao thổ tú. Nhưng dù mệnh gì thì tinh thần luôn mang chút buồn man mác, làm cho gia chủ không kiên định trong mọi việc, đặc biệt là việc làm ăn, luôn hoài nghi và không hăng hái trong mọi việc. Cách thức cúng dâng sao thổ tú Mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 5 cây đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái. Trung ương mộ kỳ thổ đức tinh quân thì sẽ nhẹ được phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Trung ương mậu kỳ thổ đức tinh quân dùng một cây diều đặt phía trên. Sau đó, mặt hướng về phía chính Tây tính tọa trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 16 giờ. Qua 16 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn huỳnh tuyền. Gia chủ gặp hạn huỳnh tuyền sẽ gặp chứng đau đầu, xây sầm mặt mày. Không nên mưu lợi làm ăn theo đường thủy, đồng thời không nên bảo chứng cho bất kỳ ai kẻo sinh điều bất lợi. Cách hóa giải hạn huỳnh tuyền Căn cứ và những đặc điểm trên, một số cách để dài hạn huỳnh tuyền mà bạn có thể áp dụng là thứ nhất không đi lại ở các khu vực sông nước hay mưu lợi bằng đường thủy thứ hai hạn chế đầu tư kinh doanh thương mại trên quy mô lớn không nên vay mượn tiền hoặc đứng ra bảo lãnh cho người khác vay tiền thứ ba tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn thường xuyên để bồi đắp nền tảng gốc rễ của phúc đức vận may vấn đề sức khỏe cũng cần phải tuyệt đối giữ gìn nên có chế độ làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, phù hợp và khoa học nên luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe. Đây chính là nguyên tắc chung trong việc hóa giải vận hạn, đồng thời giúp tăng cường may mắn và cải thiện sức khỏe là rất cần thiết để con người chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vất vả và hướng tới một cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc. Thứ tư, không sử dụng các chất kích thích như bia rượu giảm bớt lượng muối, mỡ động vật trong khẩu phần ăn. Điều này rất quan trọng ở những người cao tuổi, vì những loại thực phẩm trên là kẻ thù của bệnh cao huyết áp, tai biến, đột quỵ ở người cao tuổi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh Tin tức trí thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.